ngồi đó mà hát vui vơ nữa. Cái tính hậu đậu của bà á, hồi nãy á bà đi siêu thị ra bà có cầm theo cái đống hải sản mà bà mới mua chưa? Bà tưởng sao mà tôi quên được, tôi có để là ghế sau rồi nè. À mà quên nữa, bà tranh thủ quá chạy về lẹ lẹ đi nha, cái đống hải sản này phải bỏ vô tủ lạnh liền đó, không thôi nó hư. Tôi biết rồi. Sao tự nhiên tắt máy luôn rồi? Mà xuống coi thử coi chừng xe mình có cán vô cái gì không? Ừ. Trời ơi, bị cái gì vậy trời? Trời, sao máy nóng hổi vậy nè? Máy nóng hả? Để mở ra thử. Ủa không có gì dưới đây nữa, bà kiểm tra máy lại đi. Wow, nóng quá vậy. Hay à. Cẩn thận coi chừng phỏng đó bà ơi. Ồ, để tôi coi coi. Không biết nó có bị sức tháo cái gì không mà sao. Ủa? Đó rồi. Cái gì vậy nè? Cái gì vậy bà? Bộ dướng gì vậy cháu hả? Ồ, tôi cũng không biết nữa. Từ từ coi chừng phỏng á. Nè Kim Chi ơi, thật ra không có ai ghét bà đâu, mà chắc là do xe bà cũ á, nó tưởng cái thùng rác á cho nên nó mới bỏ vô vậy. Ai nói, tôi thấy xe tôi còn mới lắm mà. À, thì cứ vậy đi. Nhưng mà con còn vướng cái gì nữa không? Rồi xe vậy rồi có chạy được nữa không bà? Chết rồi, rớt phụ tùng ra hết rồi kìa. Cái này là cái gì nữa vậy rồi? Có tình hình vậy hả? Cái đống hải sản của tôi hư hết bà ơi. Bà kiểm tra lại kỹ coi. Không biết là có sao không? Chết rồi, hải sản của tôi phải bỏ tủ lạnh liền bà ơi. Bà từ từ đi, tôi cũng đâu có muốn đâu nè. Bây giờ tôi không có biết phải sửa cái gì đây nè. Cô giáo. Xui quá. Chào em, Kim Chi. Ủa, xe hư nữa hả? Em chào chị. Ủa, đâu có chị. Nghe nói là xe em sắp vào viện bảo tàng rồi phải không? Trời, ai mà ác miệng với chị? Thì những người có vinh hạnh đi xe em đó. Mẹ nè, anh Hạnh nè, Minh Mẫn, có Long nữa. Chị còn nghe nói là xe em mọi người lên chển ngồi xém nữa là bị ngộp thở. Rồi mẹ còn kể là đang chạy tự nhiên chiếc xe, cái bánh xe nó văng ra, cái cửa tự rớt xuống luôn. Có không? Dạ. Cô giáo. Dạ. Cô may mắn quá nha. Mạng rất lớn luôn á. Đi chung xe Kim Chi lâu như vậy mà không bị gì hết. Dạ không có. Bữa nay em mới đi chứ bình thường em đi xe của em. Ừ, đúng rồi, mình phải bảo vệ tính mạng của mình. Bây giờ cô có cần quá gian xe tôi không? Ôi dạ hả chị. Ừ. Được vậy thì tốt quá. Ừ chị đi. Thôi khỏi đi chị. Chị cứ đi trước đi. Đâu có sao, mà đi đi. Đúng rồi. Không được rồi Kim Chi, tôi phải đi về liền. Chị cho em quá gian về nhà nha. Được, tại được. Vì cái đống hải sản của em là phải bỏ tủ lạnh liền. Kim Chi ơi, tí nữa có dịp bà kêu xe tới kéo xe bà về nha. Quên mất cái đống hải sản của tôi. Em dâu, chị đi trước nha. Chào chị. Tí nữa về tới nhà tôi nhắn tin cho bà nha. Hải sản hư hết nha nha Kim Chi nha. Bye bye. Xe tới kìa.
lại gặp nhau nữa rồi. Ủa, em chào chị. Hôm nay lấy xe đi nữa hả? Xe có bị gì không em? Cảm ơn chị đã quan tâm. Tất nhiên là không có sao rồi. Nói nghe nè, em mốt có lấy xe đi á, đi gần gần thôi nha, đừng có đi đâu xa, coi chừng đó nha em. Cảm ơn chị đã quan tâm em nhiều quá, nhưng mà em nghĩ chắc là không có sao đâu chị. À, hôm bữa em còn lấy xe đi lên tới Đà Lạt lận đó. Trời ơi, em lái xa như vậy luôn hả? Em gan quá à, mai mốt đừng có đi xa như vậy, nguy hiểm lắm. Với lại á, chị nói nghe nè, mai mốt cho ai quá gian á, mình phải suy nghĩ kỹ nha em. Tính mạng con người ta đó, không phải đơn giản thôi nha. Thôi, chúc hai đứa thường lộ bình an nha. Bye bye. Dạ, bye bye chị. Bả làm như một mình xe bả là tốt lắm hay sao á? Thái độ gì hay ghét? Tôi nghĩ là chị chỉ lo cho tụi mình thôi mà. Binh hả? Thật ra thì chị cũng không cần phải nói như vậy, đúng không? Tôi là tôi hiểu ý của bả muốn nói gì á. Tôi phải thể hiện cho bả thấy, không phải có một mình chiếc xe bả là tốt, chiếc xe này sẽ lợi hại như thế nào. Cứ ngồi yên đó để tôi tập trung chạy nè. Mình lại gặp nhau nữa rồi. Chào em. Trời, em tưởng là nãy giờ chị đi xa lắm rồi chứ ai ngờ chị mới đi tới đây rồi hả? Hả? Thì em nói là em tưởng là xe chị xịn, chắc là nãy giờ chạy được xa lắm rồi, và không ngờ là mới chạy cũng y chang xe em à. Ý em nói là xe chị xe em như nhau á hả? Ờ, xe hai đứa mình y chang nhau à. Chị ha. Thôi chị đi trước nha, nhớ kéo Kim lên, không thôi hít bụi nha cưng. Em tự tin quá rồi đó. Chị và hồng của tôi rồi mà. Chị dám làm khóc hả? Ok. Nếu như mà chạy nhanh quá như vậy bỏ xa đâu còn vui nữa ta. Chậm lại. Sao chị nghĩ là tôi không đuổi theo kịp chị hả? Ok, lên tới rồi. Rồi ai vậy? Con gọi cho mẹ con ra Thầy Quyền là sao ta? Hồi nãy con gọi cho mẹ ra bệnh viện tâm thần nào đó. Rồi rồi rồi, mệt mấy cậu ghê. Để tôi gọi. Cái gì kỳ cục vậy? Alo, cảnh sát 113 xin nghe. Hả? Ủa sao vậy ba? Cái gì mình dữ vậy ba? 113. Hả? Trời ơi, ăn ngon chậu nhà hàng đó ba kêu công an tới vậy ba? Biết sao kỳ vậy? Con gọi coi, đứa nào có điện thoại gọi coi. Gọi cho bà nội đi con. Thì thôi bỏ đi ba ơi. Con nghĩ là nội cũng xóa luôn số điện thoại nội trong điện thoại con rồi. Mẹ đúng là ghê thiệt á. Biết thế nào mình cũng gọi, cho nên đổi số điện thoại. Để con gọi, để con gọi, để con gọi. Alo nội, nội Long hả? Không có, ý tôi là tôi gọi cho nội tôi chứ không phải gọi cho ông. Bây giờ ông rảnh không? Ông chạy ra cái nhà hàng nón lá mà bình thường tôi với ông hay đi ngang qua, ông nhớ không? Đúng rồi, nhớ đem theo nhiều tiền nha. Tôi mượn, nhớ đem theo nha, nhiều thiệt nhiều nha. Rồi rồi, cảm ơn ông. Sắp được rồi. Thank you.
hơi quá sức rồi đó em dâu. Mà trong nhà không ai nhớ số của mẹ hết hả ba? Phúc Mẫn. Con cũng không nhớ luôn. Ba có nhớ không? Ba cũng không nhớ luôn. Kim Chi ơi, hình như xe mình bốc khói rồi bà ơi. Ai đã bị giờ này chứ? Chết rồi. Mà tắp vô đây Kim Chi ơi, nguy hiểm quá hả? Cô nhìn thấy xe đó nè. Nè. Không phải là bị giờ này chứ, đừng có như vậy mà. Kim Chi ơi, tắp vô đi. Trời, cái gì vậy? Hả? Xuống đi bà ơi. Trời, trời kìa. Bà bị cái gì vậy? Trời ơi. Nè, không có bị nổ chứ? Chắc là không đâu. Xe mình chạy từ sáng tới giờ cũng hết xăng rồi. Cùng lắm á thì cháy rụi xe thôi à. Hả? Trời ơi, tại sao bị lúc này chứ? Có chị? Rồi có cần chị giúp đỡ gì không? Không cần đâu chị. Cảm ơn chị đã quan tâm nha. Chắc là em đang cố gắng đuổi theo chị nên nó mới bị như vậy đúng không? Làm gì có, em với bà Hiền à đang đi chơi mà. Có chắc là không cần chị không? Em đã nói là không cần mà, em tự lo được. Cảm ơn chị nha. Cô giáo. Dạ. Cô có muốn qua dàn xe tôi không? Dạ. Dạ thôi chị. Em không có sao hết trơn á, em cảm ơn chị. Cô giáo, cô đứng xa xa cái xe ra nó bốc khói rồi, tôi thấy nguy hiểm lắm á. Kim Chi, thiệt một lần nữa là không cần chị giúp đỡ. Dạ không chị. Trễ rồi đó nha. Không, em cảm ơn nha. Vậy thôi chị đi nha. Chị đi bình an nha chị. Dạ bye bye chị. Nhìn cái thái độ là biết mỉa mai mình rồi, bà đã có ý tốt nữa chứ. Làm sao bà không đi với chị đi, tôi tự lo được mà. Bà khùng quá à, làm sao mà một mình bà tự lo được. Nếu mà có đi hai người cùng đi chung hoặc là nhờ chị giúp, chứ làm sao mà tôi bỏ bà ở đây một mình được. Tụi mình là bạn mà.